khỏe anh. Dạ, con xin giới thiệu, con tên đầy đủ là Ngô Vĩnh Kỳ, nhưng mà con không phải là người Việt Nam này, con đến từ miền Trung. Đó. À, ba con là lính tình nguyện Campuchia, đã từng chiến đấu ở Campuchia từ năm 1979 đến năm 1985. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ và đã về tại địa phương và bây giờ công tác ở đó. Và từ nhỏ con đã nghe ba con kể về cái văn hóa Campuchia và những cái quan cảnh ở đó, cho nên con rất là thấy cái hào hứng và rất muốn đi qua Campuchia một lần để thăm nơi mà ba con đã từng chiến đấu và làm việc ở đó. Và hôm nay con đã lên mạng và tình cờ và đọc được những thông tin học tiếng Khmer tại Hồ Chí Minh, nhưng mà đây là một thời kỳ rất là chương trình học miễn phí cho người Việt Nam, giúp cho người Việt Nam nói được tiếng Campuchia, cho nên con cũng đăng ký và biết được và để học, đến học và hôm nay đến học đến đây trung tâm của mình, và con thấy cái sự quan tâm của chính quyền địa phương và cấp và tạo điều kiện thuận lợi giữa các thầy ở đây cho học viên chúng con học, và đó là niềm xúc động của con rất là cảm ơn và rất là biết ơn cho các vị đại đã tổ chức cho chúng con. Và không gì hơn học viên con xin gắn bó và học tập và cố gắng học, và những gì mình các thầy đã tận tình giúp cho tụi con, và tụi con xin cố gắng học hành và sau này có thể giúp đỡ cho những người em có cái ý chí học tiếng Campuchia để phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Nhưng tụi con xin cố gắng và xin cố gắng và xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đại biểu. Dạ. Và cuối cùng cô xin chúc cho tất cả các vị ở trong hội trường này có một sức khỏe và có một sự thành công mới. Cô xin cảm ơn ạ.